Hello, xin chào anh em. Nguyên này của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm báo giá cho anh em và mỗi xe tải cũ cho anh em quý hàng được tham khảo thêm trong video báo giá ngày hôm nay. Trời hiện tại đang âm u quá nè, mưa suốt. Thì đầu tiên mình có một em Jack nè. Jack biển số 66 11887. 1/4/2020, cùng 3m2 Nguyễn Hùng Mũi Bạc. Mấy mức giá dự kiến cho bán cho anh em quý khách hàng của các bạn. Siêu phẩm dắt máy điện này đang dự kiến cho bán cho anh em là 215 triệu nha. Xe rất là đẹp, zin không lỗi, máy này đủ. Hino XSU tải trọng 4 tấn. Tải trọng 4 tấn 8 nha anh em. Đời 2017, cùng full inox. Đó, xe rất là đẹp luôn, xe zin không lỗi, là 27 480 triệu nha anh em. XSU 720 tải trọng là 4 tấn nha. À sorry đi anh em, xe này 4 tấn nha anh em, 4 tấn tải trọng phát trơn hóa anh em, 4 tấn rồi. 2017 hùng full inox với mức giá kiến chào bán cho anh em là 480 triệu. Phía bên Teraco phiên bản thùng cánh dơ, con này đời 2024, xe zin không lỗi, xe lướt, xe đẹp, đi chưa tới 1.000 km nè, mới có 500 mấy km à. Đời 2024, 210 triệu nha, bao đúng hồ sơ nha nè, xe rất là đẹp, gần như xe mới 90% luôn nè, 95 luôn chứ, chưa chạy được quốc hàng nào luôn. Tiếp đến là mình có một em Teraco. Con Teraco này là 990 kg nha. Con này cũng là 990 kg, phần bản thùng lửng. Thùng lửng nhà 2m7, giờ 2019. Mình đang dự kiến nhận bán cho anh em là 140 triệu nha, có thương lượng nha. Kia 1 tấn thùng kính, giờ 2.8 thùng 3m2. Đang dự kiến cho bán cho anh em quý khách hàng của các bạn là 100 triệu nha. Kia xe zin không lỗi. Kia 200 tấn 9 thùng 3m2. Con này thì đang dự kiến cho bán cho anh em là 2019, 270 triệu. Vim 1 tấn đời 2012, 105 triệu giá khởi nghiệp nha anh em. Thùng 3m2, sàn inox. Haco 990 kg, thùng nhà 2m450. Với mức giá thì kiến chào bán cho anh em quý khách hàng của bạn là 145 triệu nha. Vim con này là tấn 9 thùng nhà 6m1, là 2019. Máy điện Isuzu 290 triệu. Đô Thành 3 tấn 4, là 2018. 79C17021. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em là, con đua hàng này bên mình đang dự kiến cho bán anh em là 245 triệu nha, là 2018, cùng nhiều 4.3, 3 tháng 4, 48H01368, 3 tháng 4, cùng nhiều 4.3, với mức giá dự kiến cho bán cho anh em là 255 triệu, là 2019. Con này đua hành 2018, 1 tháng 9, 240 triệu, 60C1418, 48113 nha anh em. Xe nào cũng rất là đẹp, xe zin không lỗi. Con đô hành thùng kính 3/4 này thì bán rồi. Vim đời 2017, con này thì đang dự kiến cho bán cho anh em là 230 triệu. Con này là tấn 9 thùng nhà 6m1 nha em, thùng kính rồi cửa hông. Tiếp đến là có Vim, con này là tấn 9 thùng nhà 6m1 luôn, đời 2019, đang dự kiến cho bán cho anh em quý khách hàng của các bạn, em Vim này là 290 triệu. Fuso tấn 8 thùng mới bạc, mở năm vững thì 4.3, đời 2015, 320 triệu, xe zin đẹp không lỗi nha. Báo giá nhẹ nhàng cho anh em về mỗi xe để cũ cho anh em quý hàng được tham khảo thêm. Nếu anh em bên cái mỗi xe nào cứ đến xem xe trải nghiệm lấy thử nha. Cảm ơn anh em quý hàng các bạn đã theo dõi cái video báo giá với mình. Xin chào hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá tiếp theo.